Hi, xin chào anh chị và các bạn, lại là Huy đây. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình thị trường crypto dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật. Và video này sẽ có chủ đề là sàn Coinbase đang gặp những vấn đề nào. Và những thông tin gần đây có liên quan đến sàn giao dịch ở Mỹ, đó là sàn Coinbase cũng đã được team mình thu thập và đang cho thấy rằng là Coinbase đang gặp những vấn đề về pháp lý cũng như là về nội bộ. Đầu tiên là cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase hôm qua đã bị bắt bởi vì là có liên quan đến một tội danh, đó là insider trading, tức là giao dịch nội gián. Và để dễ hiểu thì đây là hành động mà ông giám đốc này cũng đã biết được những thông tin quan trọng về những token sắp được list ở trên sàn Coinbase. Và ông ấy đã dùng đòn bẩy hoặc là mua trước những token đó, đến khi mà tin tức được tung ra cũng như là token được list ở trên sàn thì giá nó đã tăng rất là mạnh, và lúc đó là lúc mà ông ấy bán chốt lời. Và ngoài ra thì ông ấy còn tiết lộ thêm cho hai người nữa, đó là anh trai cũng như là bạn của ông ấy, và hai người này cũng đã kiếm được là 1,5 triệu đô khi mà đã mua trước những cái đồng token trong danh sách list ở trên sàn Coinbase. Và khi mà giá nó tăng thì những người này họ đã bán ra để chốt lời thôi các bạn. Và hai người này cũng đang phải đối mặt với tội danh, đó là giao dịch nội gián, và đã bị mời về làm việc. Mình thấy đây là hành động rất là dễ gặp đối với những người thích trade tin tức, đặc biệt là tin nội bộ mà không biết rằng đó là bất hợp pháp. Bởi vì nó là một cái dạng thông tin mà bất đối xứng giữa bên dự án cũng như là về phía nhà đầu tư. Vì vậy cho nên là về dài hạn, nếu mà việc này nó diễn ra như vậy hồi á, thì nó sẽ khiến cho các nhà đầu tư rất là khó để có lợi nhuận trong dài hạn. Và tin phốt thứ hai về sàn Coinbase, đó là Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC đã khiếu nại sàn Coinbase là đã niêm yết và giao dịch những chứng khoán chưa được đăng ký ở trên sàn này. SEC cũng đã công khai 9 dự án trên sàn Coinbase là chứng khoán chưa được đăng ký. Tuy nhiên, gần đây thì Coinbase cũng đã cho rằng là họ không niêm yết chứng khoán cũng như là họ không nộp bất cứ cái khoản phí gì cho SEC cả. Và điều này có thể dẫn đến một vụ kiện tụng giữa SEC và Coinbase trong thời gian tới mà mình sẽ cập nhật với anh chị và các bạn. Và thêm một tin tức nữa là sàn Coinbase vào ngày 19 tháng 7 đã hủy bỏ chương trình tiếp thị liên kết, và điều này có thể làm chúng ta nghi ngờ rằng là khả năng thanh khoản và chiến lược của Coinbase hiện tại vẫn đang gặp vấn đề gì đó, có thể là vỡ nợ nên mới có những hành động này. Như thông tin mình đã có cập nhật trong các video trước thì đường ống dẫn dầu từ Nga sang Đức, đó là Nord Stream 1, đã bị tắt để bảo trì thì hiện tại đã mở trở lại rồi các bạn. Và một khi mà khí đốt được cung cấp trở lại cho châu Âu thì việc xảy ra khủng hoảng năng lượng nó cũng sẽ giảm xuống. Tuy nhiên lần này là bởi vì việc bảo trì nó vẫn chưa xong, cho nên là chỉ cung cấp được là 30% công suất của đường ống mà thôi. Và từ khi mà đường ống này đã bị tắt thì có nhiều nước ở châu Âu nghĩ rằng là họ sẽ không cung cấp khí đốt nữa để đáp trả lại những lệnh trừng phạt mà châu Âu dành cho Nga, và từ đó nó sẽ gây ra một cái cục khủng hoảng năng lượng. Và tiếp theo chúng ta sẽ đánh vào lại tình hình dữ liệu on-chain thì mình đang thấy rằng là có một sự biến động rất là mạnh về lượng ETH đã bị rút khỏi các sàn giao dịch. Nó tăng lên rất là đột biến rồi các bạn. Hơn 1,5 triệu cái đồng ETH á, đã bị rút khỏi các sàn giao dịch vào ngày 20 tháng 7. Nó khiến cho lượng dự trữ ở trên sàn giao dịch á, thì nó đang giảm xuống rất là mạnh rồi các bạn. Và đây cũng được xem là một hành động gom hàng từ các địa chỉ ví cá voi. Và về số lượng địa chỉ ví nắm giữ từ 1.000 cho đến 100.000 Ethereum đang có sự tăng trưởng khá là mạnh trong thời gian gần đây. Và đang có thêm là 131 địa chỉ ví cá voi mới về việc nắm giữ ETH xuất hiện ở trên mạng lưới ha các bạn. Còn về tình hình phân tích kỹ thuật thì các bạn có thể thấy được là trong khung thời gian ngắn hạn, khung thời gian 4 giờ thì xu hướng chính của Ethereum đang là xu hướng tăng giá, bởi vì là nó đã phá được vùng lý thuyết đao giảm trên khung thời gian 4 giờ và nó đã tạo nên cấu trúc tăng giá đi lên rất là mạnh trong thời gian gần đây. Nó đã tăng từ 1.000 lên đến là 1.600 đô, tức là tăng 60% chỉ trong vòng là từ ngày 11, ngày 12, tức là trong vòng là 10 ngày thôi ha các bạn. Và các bạn thấy được là trong thời gian gần đây á, thì Ethereum đã tăng rất là mạnh, và hiện tại thì có thể là nó sẽ tiếp tục nó tăng được thêm một nhịp nữa rồi mới bắt đầu nó điều chỉnh mạnh. Và mình thấy rằng là hiện tại thì khả năng mà Ethereum nó tiếp tục xuống tăng á, nó sẽ khá là cao, bởi vì là cấu trúc của nó vẫn đang là cấu trúc tăng giá. Và chỉ một khi mà vùng 1.350 đô này, tức là vùng màu xanh này ha, nó bị phá xuống, tức là lúc đó thì động lượng tăng nó đã bị mất đi, và lúc đó cấu trúc giảm giá nó sẽ được hình thành qua cấu trúc đỉnh và đáy. Và trong thời điểm này thì mình đang thấy rằng là Ethereum vẫn đang nằm trong một cấu trúc tăng giá, vì vậy nó rất thích hợp với những bạn muốn trade lướt sóng, tức là chúng ta chờ nó điều chỉnh về để chúng ta mua lên, sau đó thì chúng ta sẽ bán ở phía mức giá cao hơn chúng ta để chốt lời các bạn. Nó rất thích hợp với việc chúng ta mua sử dụng đòn bẩy hoặc là chúng ta mua spot vẫn được ha.
Còn về biểu đồ thị phần của stablecoin USDT thì các bạn thấy được là trong thời gian gần đây thì thị phần stablecoin này nó bắt đầu nó giảm khá là mạnh, từ đó nó tạo nên một cơn sóng tăng rất là mạnh cho Bitcoin cũng như là các đồng altcoin khác. Và các bạn có thể thấy được là trên thị trường á, thì khi mà thị phần của stablecoin USDT này nó bắt đầu nó giảm xuống thì nó sẽ nhường lại cái thị phần cũng như dòng tiền đó cho Bitcoin và altcoin, và từ đó các cái đồng altcoin đó nó bắt đầu nó tăng lên ha các bạn. Và trong giai đoạn này thì mình đang thấy rằng là đợt sóng tăng cũng như là đợt sóng hồi lại á, thì nó đang bắt đầu nó có sự yếu đi, bởi vì là thị phần của stablecoin USDT này nó đang bắt đầu nó hồi về đúng cái vùng lý thuyết đao tăng, đó là vùng đáy dẫn đỉnh cao nhất trong một xuống tăng ở trên khung thời gian ngày của thị phần stablecoin USDT. Và tại đây thì mình đang thấy rằng là có một tín hiệu khá là tốt, đó là một sự phân kỳ đỉnh giảm giá với chỉ báo RSI ha. Và tại đây thì mình đang thấy rằng là có một dấu hiệu rất là tốt, đó là một sự phân kỳ đỉnh giảm giá giữa giá và chỉ báo RSI. Và sự phân kỳ này á, nó đã được xác nhận khi mà chỉ báo RSI này nó đã phá xuống cái cạnh dưới của cái đường màu xanh này ha các bạn. Và có khả năng trong thời gian sắp tới thì thị phần stablecoin này nó tiếp tục nó giảm về vùng màu xanh. Lúc đó thì giá của Bitcoin nó sẽ tăng lên quanh khu vực là tầm 24 cho đến 25 ngàn đô trong thời gian tới ha. Và khi mà giá của Bitcoin tăng lên đến cái vùng đó thì chúng ta sẽ quan sát, nếu có những setup giảm giá thì đó là một dấu hiệu cho thấy rằng là chúng ta có thể là mở những vị thế bán đối với Bitcoin cũng như là các altcoin. Và trong thời điểm này thì chúng ta thấy rõ là thị phần stablecoin USDT nó vẫn chưa tiếp cận về vùng màu xanh. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn đang nằm trong một cái đợt sóng hồi của Bitcoin lên quanh khu vực là tầm 24 cho đến 25 ngàn đô. Và chỉ khi nào mà vùng màu xanh này nó bị thủng, lúc đó chúng ta sẽ thấy được là Bitcoin nó sẽ hồi lên quanh khu vực là tầm 30 cho đến 32 ngàn đô luôn ha. Và điều này chúng ta sẽ cần thời gian để chúng ta quan sát cũng như là mình sẽ cập nhật với anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Và tiếp theo chúng ta sẽ đánh vào lại biểu đồ kỹ thuật của Bitcoin trên khung thời gian ngày. Và các bạn có thể thấy được là Bitcoin vẫn đang nằm trong một cấu trúc giảm giá, thể hiện qua đỉnh sau nó đang thấp hơn các cái đỉnh trước, và đáy sau nó cũng đang thấp hơn các cái đáy trước ha. Và hiện tại thì chúng ta đang nằm trong một nhịp sóng hồi và nó đang hồi lên những quanh khu vực những vùng Fibonacci ở đây, đó là vùng 0.5 và 0.618 ở quanh khu vực là tầm 24 cho đến 25 ngàn đô thôi các bạn. Đây chính là cái khu vực mà mình đã có nhắc đi nhắc lại trong các video gần đây. Và các bạn thấy được là ở tại đây á, thì nếu chúng ta thấy những setup giảm giá, ví dụ như là Binba giảm giá hoặc là bearish fakey, lúc đó chúng ta sẽ có được những cái vị thế bán và nó cũng hợp lưu với đường trendline giảm rất là lớn ở đây. Còn nếu như mà trong trường hợp ngược lại, đó là trong trường hợp 30% còn lại, đó là khi mà Bitcoin nó phá được cái đường trendline cũng như là nó phá qua cái khu vực là tầm 25.700 đô ở đây luôn, thì nó sẽ tiếp tục nó tăng lên quanh khu vực là tầm 28 cho đến 32.000 đô ở đây ha các bạn. Và vì sao lại là vùng 28.000? Đó là bởi vì ở trên sàn Kigogo của Mỹ thì Bitcoin đang xuất hiện một cái khoảng gap về giá ở đây, đó là ở quanh khu vực là tầm 28.825 đô, và cao nhất thì Bitcoin có thể nó hồi lên quanh khu vực là tầm 36.075 đô thôi các bạn. Và đây chính là hai cái khoảng gap trong ngắn hạn mà Bitcoin nó đang muốn hướng đến để nó lấp những cái khoảng gap này ha. Và từ đầu năm cho đến nay cũng như là từ trước đến nay thì mình đang thấy rằng là có đến tận là 90% là những cái khoảng gap ở trên sàn CME sẽ được Bitcoin nó lấp dần dần thôi các bạn. Vì vậy trong đợt sóng hồi này thì mình đang kỳ vọng rằng là Bitcoin sẽ có 70% là sẽ tiếp tục hồi lên quanh khu vực 24 cho đến 25 ngàn đô, và có thể là nó sẽ lắp được khoảng gap là 28.800 đô trước khi mà nó tiếp tục cấu trúc giảm giá của nó ở trên khung thời gian ngày và khung thời gian tuần. Và team mình cũng đang có một nơi chuyên cung cấp những thông tin sát nhất với thị trường cũng như là những kiến thức rất là thú vị dành cho những bạn muốn trau dồi kiến thức. Và đường link tham gia mình sẽ để dưới phần bình luận của video này nhé. Tóm lại thì mình đang thấy rằng là Coinbase vẫn đang gặp những vấn đề có thể liên quan đến việc là thanh khoản, cũng như là những vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin vẫn đang bị rò rỉ bởi các cựu giám đốc của sàn giao dịch này. Và có thể là trong thời gian sắp tới sẽ có rất là nhiều tin tức liên quan đến sàn Coinbase mà mình sẽ tiếp tục cập nhật với anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Và lúc này thì mình nghĩ rằng là những ai mà đang có tài sản ở trên sàn Coinbase thì cũng nên rút về những địa chỉ ví cá nhân, nên custodial để chúng ta tự lưu trữ và chúng ta đang nắm giữ những cái key, những cái chìa khóa để chúng ta mở những cái địa chỉ ví đó, thì nó sẽ an toàn hơn so với lại chúng ta nắm giữ tài sản ở trên sàn ha các bạn. Và hiện tại thì mình đang tin tưởng và sử dụng ví Nin Custodial của Coin98 để lưu trữ cũng như là bảo mật tài sản của mình. Và bài viết hướng dẫn thì mình sẽ để dưới phần bình luận của video này á. Nếu anh chị và các bạn muốn nhận thêm nhiều thông tin hữu ích đến từ kênh thì đừng quên là dành 5 giây để nhấn like video cũng như là subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nhé. Mọi phân tích của mình chỉ mang yếu tố là thông tin tham khảo, chia sẻ quan điểm cá nhân, mọi quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn. Video này không phải là khuyên đầu tư tài chính nhé. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.